Rồi, chúng ta đang nâng dần độ cao để có thể nhìn thấy toàn cảnh của tất cả những dự án ở bên dưới. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ đi review hai dự án. Một là dự án thấp tầng phố chợ Đô Nghĩa và dự án thứ hai là chung cư Xuân Mai Complex. Dự án trung tâm thương mại và phố chợ Đô Nghĩa nằm trong tổng thể khu đô thị Dương Nội. Nó tiếp giáp với giao lộ đường Vành Đai 4 và đường Lê Văn Lương kéo dài. Trung tâm phố chợ thương mại Đô Nghĩa thì rộng 22,86 hecta, bao gồm các cái phân khu là thương mại, sinh vật cảnh, công viên hồ nước, nhà phố chợ và biệt thự. Theo cái trí nhớ của tôi thì cái khu đô thị này được khởi công vào năm 2008 và năm 2013 thì hoàn thành. Như mọi người có thể quan sát trên màn hình thì sản phẩm chủ yếu là những cái khu nhà liền kề và biệt thự. Tất cả những khu nhà liền kề biệt thự này thì được quy hoạch xung quanh một cái khu đất ở giữa. Khu đất ở giữa thì quy hoạch làm trung tâm thương mại. Khu trung tâm thương mại được xây dựng trên khuôn viên 7.000 m² với cái thiết kế ban đầu là 3 tòa nhà theo phong cách hiện đại và không gian mở. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại có thể thấy khu đất này vẫn đang chưa được xây dựng gì cả, cỏ mọc um tùm. Xung quanh thì các cái dãy nhà liền kề có lác đác những cái hộ dân về kinh doanh, sinh sống. Đây là mặt tiền của cái dãy liền kề mặt hồ. Có thể thấy là một số hàng quán cũng đã bắt đầu mở, cây xanh đã được trồng. Nhưng mà so với tiến độ của lộ trình quy hoạch chủ đầu tư thì tiến độ này vẫn còn rất chậm. Bên cạnh đó là khu nhà biệt thự đang xây. Đây là toàn cảnh từ trên cao nhìn khu đô thị. Mọi người có thể nhìn thấy cái lô đất trống ở giữa kia là cái chỗ trung tâm thương mại chưa được xây đó. Giao thông chính trong khu đô thị gồm các cái tuyến đường rộng 30 m, đường bên trong thì rộng hơn 11 m, và kết nối giữa các cái khu nhà liền kề là tuyến đường nội bộ là rộng 3 m. Theo tôi thì những cái tuyến đường này cũng khá là đủ để đảm bảo một cái khu đô thị vận hành giao thông được an toàn và thông suốt. Đằng xa xa kia là mọi người quan sát cái công viên. Công viên hồ nước cũng là một điểm khá hay tại khu đô thị này. Đây là các dãy nhà biệt thự liền kề đang được xây dựng. Cái khu vực này thì cũng đã được bán hết cho nhà đầu tư cá nhân rồi. Về pháp lý thì toàn bộ những cái nhà liền kề biệt thự tại khu phố chợ Đô Nghĩa này đều được cấp sổ đỏ rồi và có thể giao dịch trên thị trường. Những cái căn liền kề và biệt thự ở đây thì có diện tích từ 75 m² tới 100 m² và được xây thô hoàn thiện mặt ngoài. Hiện tại giá giao dịch trên thị trường thì theo tôi nghiên cứu nó dao động từ khoảng 5,5 tỷ một cái căn liền kề đổ lên, và có những cái căn mặt hồ diện tích lớn thì giá trị tới 8 tỷ. Đây là hình ảnh công viên âm nhạc bên cạnh của cái khu phố chợ Đô Nghĩa này. Mọi người có thể quan sát cái hồ này hình cây đàn guitar rất là đẹp. Và kế sau đó là một cái ngôi trường cấp 2. Quy hoạch ban đầu này, chỗ khu vực trường học là quy hoạch làm bãi để xe. Tuy nhiên hiện tại đang được sử dụng làm trường học cũng như là một cái sân công viên. Theo tôi thì cái sự thay đổi này cũng rất là hợp lý và có ích cho toàn bộ cái khu dân cư này. Theo sóng thị trường bất động sản vào tháng 3, tháng 4 năm 2021 này thì toàn bộ cái khu chợ Đô Nghĩa này cũng đã tăng giá lên khá là nhiều so với thời điểm năm 2020. Cái việc tăng giá này ngoại trừ lý do lên theo thị trường, còn nó còn do là cái tuyến đường Vành Đai 4 đi qua cái khu vực này nó có những cái sự tiến triển nhất định về mặt tiến độ. Ngoài ra, giá cả nguyên vật liệu từ sắt, thép, xi măng, nguyên liệu đầu vào để xây thô trên thị trường đều đang có xu hướng tăng, nên là giá nhà xây thô mặt bằng chung đã tăng khoảng tầm mức dân cư truyền thống, và giá cả nhà đất này trên mặt phố Yên Lộ
cũng rơi vào tầm khoảng 60 đến 70 triệu đồng một mét, chỉ thấp hơn một chút so với trong khu đô thị. Và trong một vài năm trở lại đây thì bất động sản phía Tây Hà Nội phát triển rất là mạnh, nhất là sau khi những tuyến đường giao thông công cộng như tuyến đường BRT hay tuyến metro trên cao đi vào hoàn thành phát triển. Đây là tín hiệu rất là mừng cho thị trường bất động sản nói chung hay là những người dân có nhu cầu mua nhà để ở nói riêng. Vâng, cảm ơn mọi người đã xem video. Nhấn like và đăng ký kênh để đồng hành cùng Hoshi trong cái quá trình đi review các dự án bất động sản. Xin chào và hẹn gặp lại.